Sau đây Quý sẽ quay một vài cây sầu riêng vườn Quý để mọi người xem. Mọi người thấy không ạ? Cái cành sầu riêng của Quý này hầu hết là đi ngang nhé. Đây có một cành xiên này. Thì những cành này nó lên nó sẽ lấn những cành phía trên. Thì sau này mọi người có thể kết hợp là mình sẽ cắt bớt cái phần ngọn của nó. Chúng ta có thể cắt ngay đoạn này để nó tạo cái tay ra và không lấn lên những cành trên. Nhưng hầu hết là 80% cành của Quý là nó là cành ngang nhé. Quý cũng không hiểu vì sao một số vườn đó là lại ra cành xiên. Đây, cành giống sầu riêng mà Quý lựa trong đây. Quý trồng ra hầu hết là phát cành ngang nhiều hơn nhé. Thì mọi người có thể là nếu hầu hết cành xiên đó, thì cây nó bị đứt ngọn thì nó sẽ ra cành xiên nhiều. Ví dụ như cây này cũng cành ngang này. Cái này là nếu mà nó đứt ngọn thì ra cành xiên nhiều, như cây đây cũng hầu hết là cành ngang nhé mọi người nhé. Đây có một cành xiên, hai cành xiên. Khi cây mà phát cành ngang nhiều quá thì nó sẽ dễ đỡ ra trái hơn. Cành xiên nó sẽ chậm ra trái hơn nhé mọi người nhé. Đây thì tỷ lệ cây của Quý, Quý lựa giống cho bà con, tỷ lệ hầu hết là 80% là cây nó sẽ mọc cành ngang, cành phát triển đi ngang nhiều hơn. Đấy, chứ còn mà Quý thấy nếu mà cành xiên nhiều thì hầu hết nó sẽ rơi vào những cây là những cây gốc nhớt. Chúng ta trồng gốc nhớt thì hay bị hơn. Nhưng cây của Quý tuyển thì tỷ lệ cành ngang nhiều hơn. Đấy, thì hôm qua có một bạn ở Bình Phước thắc mắc là tại sao cây của em là dựng đứng nhiều, cành dựng đứng nhiều. Đây cho mọi người xem luôn, hầu hết là cành ngang nhé. Đấy, quay một vòng cho mọi người xem cây của Quý. Như cây đây, bữa trước hình như là đứt ngọn ở phần kia, cho nên là phần dưới nó tạo ra cành xiên nhiều này. Thì Quý cắt hãm để tạo ra cành tay và phía trên nó lại ra cành ngang tiếp.